bài khảo sát đầu năm bắt đầu. Nếu mà lựa chọn giữa vợ và người cũ, chọn ai? Chọn vợ. Tốt, trả lời rõ ràng, chính xác. Vợ mặc váy đẹp hay mặc quần đẹp? Vợ mặc váy thì dịu dàng, mặc quần thì chất dài. Khi vợ đi mua sắm, chồng sẽ làm gì? Chồng sẽ đi theo vợ. Đi theo vợ để làm gì? Đi theo sách đồ, vợ mua sắm xong thì thanh toán tiền. Sau này vợ già, vợ xấu, chồng có yêu vợ không? Có, vợ là duy nhất, vợ là số 1, không ai có thể thay thế được vợ. Lương của chồng thì chi tiết nào? Chồng không có lương, lương của chồng là lương của vợ, lương của vợ là lương của vợ. Ra ngoài đường gặp một người em gái xinh hơn vợ, ngon hơn vợ, chồng liếc mắt nhìn không? Trên thế gian này, vợ là xinh nhất, không ai có thể vượt qua nhan sắc của vợ. Chồng chỉ yêu vợ, I love you. Ôi cha, mới đi đầu la về đó. Ồ, to nhỉ. Anh nhìn gái, rớt khỏi chúng ta, đi vào đây trả bài đi. Nhưng mà đầu năm đã trả bài thì rông à. Nhanh nhanh. Thôi.